No, I will not sink down to that level. Xin chào các bạn, mình là Weeaboo Master 69. Và mình sẽ không làm mấy cái intro như thế đâu, nó cringe và color luôn. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp Terraria bởi vì nó rất là vui. Yeah, trong tập lần này thì mình muốn đẩy tiến trình game nhanh lên một chút. Và đồng thời mình cũng muốn xây dựng một cái base nó hẳn hoi hơn là mấy cái nhà tù gỗ rác rưởi mà thằng Anh học ở trường đại học xây dựng mình đã nhận xét. Fuck you man. Mình đã quyết định đi câu cá một chút bởi vì một vài lý do nhất định. Nhưng trong khi mình chạy ra biển thì mình phát hiện ra một thứ rất là hay ho nằm sâu dưới lòng đất. Đây chính là cái cột kiểu như thế này. Mấy cái cột này thường kéo sâu xuống dưới và nó có chứa một thứ rất là hay ho. Nếu các bạn phát hiện ra nó thì chúc mừng, bạn sẽ có 50% đó là một cái kiếm enchanted, hoặc nó không là gì ngoài một đống rác rưởi. Nếu các bạn hên có được cái kiếm này từ đầu game ấy thì khả năng giết boss của các bạn sẽ rất là sướng, bởi vì nó như kiểu một cái vũ khí tầm xa free với lợi sát thương vừa phải, không mất đạn và không mất gì cả. Và mình rất là đen khi nó là rác. Nhưng không sao hết, bởi vì mục tiêu của mình không phải là mấy cái kiếm này, và mình cũng đã có một số vũ khí khá là khỏe trong giai đoạn đầu game rồi. Ngoài ra khi mình câu cá thì mình còn câu được cả một cái máy Extractinator nữa. Các bạn sẽ hiểu nó làm gì sớm thôi, mình sẽ giải thích sau nhé. Các bạn chơi Terraria thì đều biết rằng game có một cái tiến trình rất là rõ ràng, đó chính là tiến trình khoáng sản. Tức là gì? Các bạn sẽ có một cái list khoáng sản như thế này đây. Để có thể đào được cái khoáng sản ở cấp cao hơn thì các bạn sẽ phải dùng cái cuốc ở khoáng sản trước đó. Khá là dễ hiểu đúng không? Trong Terraria bản 1.3, mình đang chơi 1.3 bởi vì chỉ hiện tại có 1.3 hỗ trợ mod mà thôi. Có một bộ dụng cụ mà các bạn có thể sở hữu từ rất sớm chỉ từ việc câu cá. Đó chính là cái cuốc cá mập và cái cưa cá mập này. Cái cưa cá mập thì không sao bởi vì nó chỉ có ý nghĩa là chặt cây nhanh hơn mà thôi. Nhưng cái cuốc này ấy, nó im ba ở một chỗ là khi các bạn câu được nó thì các bạn gần như bỏ qua toàn bộ mấy cái cuốc khác luôn, bởi vì nó quá khỏe và có khả năng đào được hết tất cả các loại khoáng sản cho đến khi thế giới này sang hard mode. Hiện tại mình vẫn còn khá sớm nên mình sẽ chưa giải thích hard mode là cái gì nhé. Các bạn chỉ cần hiểu một cách đơn giản là khi các bạn đã có cái cuốc này ấy, thì bùm, tất cả đống khoáng sản kia ở trên vứt hết, không cần thiết luôn. Nhân tiện mình sẽ nói qua về quan điểm của mình trong bản update mới của Terraria rằng cái cuốc cá mập kia trên thực tế đã bị nerf xuống ngang bằng với cái cuốc vàng hay gì đó, mình không nhớ rõ cho lắm. Và mình kiểu, nó khá là vô nghĩa khi các nhà làm game cố gắng cân bằng một tựa game single player. Kiểu người chơi chơi như thế nào là việc của họ, thì việc các ông làm game thì các ông cứ làm ấy. Nếu họ tự cảm thấy như vậy là bất công, như vậy là không công bằng, thì tự họ sẽ là người không lạm dụng cái đó. Chứ nhà làm game không có trách nhiệm và cũng không có lý do gì để cân bằng một tựa game offline cả. Nghe nó khá là vô nghĩa, các bạn hiểu không? Tuy nhiên, mình sẽ không lạm dụng cái cuốc đó để có quá nhiều lợi thế cho bản thân đâu, mà chỉ đơn giản là mình sẽ dùng cái cuốc đấy để xây nhà nhanh hơn mà thôi. Hoàn toàn không có ý định bỏ qua tiến trình game đâu nha các bạn. Mình trong lần chơi này có cài thêm một cái mod khác tên là Alchemist Mod, nơi chúng ta sẽ có thêm một số NPC bán các loại vật phẩm khác nhau mà thường các bạn sẽ phải đi đào hoặc đi kiếm. Nó kiểu quá rườm rà và không quan trọng cho lắm, nên có những NPC này để đỡ phải làm mấy cái việc lặt vặt hơn rất là nhiều. Một trong số đó là The Architect ở đây. Anh ta sẽ bán cho bạn một số loại vật liệu xây dựng, một vài loại box cơ bản và thường các bạn sẽ phải đi đào, nó khá tốn thời gian. Quay trở lại cái máy Extractinator vừa nãy nhá, thì nó có một chức năng đặc biệt là nếu các bạn bỏ vào đó những một số loại block nhất định ấy, thì nó sẽ đổi lại tiền hoặc là khoáng sản. Và có vẻ như Architect bán những loại block nhất định đó. Vậy nên mình đã quyết định làm cuộc đầu tư lớn với 3.000 block đặc biệt để thải vào cái máy này xem nó cho ra cái gì không. Quá trình này sẽ mất một lúc nên các bạn chờ một tí nhé. Hãy chỉ nói rằng mình đã kiếm được một tiền với chừng đó block thôi nhá. Và mình nhận ra rằng Calamity đã có một cái tool kết hợp của hai đồ cá mập kia rồi. Vậy nên công sức câu cá của mình tan thành bong bóng hết. Không hẳn, bởi vì mình cũng có một số loại cá nhất định, nên là yeah, sure. Mình nghĩ là mình sẽ xây một cái base gì đó ở bên dưới. Chắc là mình sẽ đào chỗ này rộng ra một chút để làm một cái cầu. Các bạn nhớ cái ô nước khổng lồ bên tay trái nhà của mình không? Mình sẽ dẫn nước từ đó sang đây để có một cái cầu dưới lòng đất. Mình không biết nữa, chắc là mình thích cầu thôi. Sau một hồi xây dựng thì chắc là mình sẽ chỉ để nó như thế này thôi. Hiện có hơi trống trải một tí bởi vì mình chưa có trang trí nội thất hay gì cả, vậy nên để nó sau nhé. Một trong các việc khác mà các bạn có thể làm sớm trong Terraria chính là đào một cái lỗ thẳng tuột từ phía trên xuống dưới đáy map. Việc đó sẽ giúp các bạn khám phá lòng đất nhanh hơn rất nhiều và tạo một con đường an toàn xuống dưới địa ngục, nơi các bạn sẽ phải đánh một con boss khác. Và mình cứ đào như vậy cho đến khi cuốc hiện tại của mình chưa đủ khỏe để tiếp tục đào xuống sâu hơn, vậy nên có lẽ mình sẽ lên trên một chút. Như mình đã nói ở tập trước thì thỉnh thoảng trong Terraria sẽ có một số sự kiện đặc biệt gì đó xảy ra đúng không? Và trong lần này thì slime đang mưa từ trên trời xuống. Điều đó có nghĩa là gì? Khi các bạn giết đủ 200 con slime thì phải, thì King Slime sẽ lại spawn ra một lần nữa. Nó như kiểu một sự triệu hồi miễn phí ấy. Và nói thật là lần thứ hai đối với King Slime nó không khó như lần 1, bởi vì máu mình đã trâu hơn, mình có nhiều trang bị khỏe hơn và vũ khí cũng mạnh hơn nữa, nên là yeah, khá dễ. Nhưng đó không phải là con boss mà mình muốn hạ trong tập lần này. Con boss mà mình muốn hạ lần này chính là con Desert Scourge này, một trong những con boss cần thiết mà các bạn sẽ cần hạ ở sa mạc để có thể khám phá khu vực nằm bên dưới mà người ta gọi là biển chìm.
Mình thì trong tập lần trước đã kiếm đủ đồ để chế tạo ra đồ gọi con boss này rồi, vậy nên chắc là mình sẽ đánh nó luôn cho các bạn xem nhé. Vẫn như mọi khi thì hãy xây một cái arena thật tốt để đảm bảo cho cái sự tồn tại các bạn trong quá trình đánh nhau. Và mình thề với các bạn là con boss này có một cái AI rất là ngu, hoặc là mình dính bug hay gì đó, nhưng mà các bạn cứ xem thử bên ngay ấy mà. Mình đã làm tận 3 cái đồ gọi boss để có thêm cơ hội đánh nhau với nó nếu trong trường hợp mình chết, nhưng cuối cùng mình lại giết được nó cả 3 lần luôn. Có lẽ lần sau mình sẽ tăng độ khó của game lên vậy. Khi con boss đó bị hạ gục thì đó cũng là lúc mà Sunken Sea mở ra. Chúng ta sẽ có vài thứ cần làm ở trong cái khu vực này. Và nhân tiện nói đây là khu vực có nhạc nền hay nhất trong cả cái mod Calamity này. Nếu các bạn không đồng ý với mình thì các bạn không bao giờ cùng đẳng cấp với mình được. Đầu tiên là mình sẽ giết con boss khác có tên là Giant Clam, mà nó có nghĩa là con sò khổng lồ. Về cơ bản nó chỉ có mỗi vài cái mech cơ bản ở mức expert là bay sang hai bên và đâm xuống, hoặc là gọi mấy con sò con ra để đánh nhau thôi, không khó. Sau khi giết được nó xong thì có một NPC mới của Calamity xuất hiện. Ông ta có biệt danh là Sea King, tức là vua biển. Chúng ta sẽ bán một số đồ giúp ích cho các bạn và nó cũng giúp mình hạ con boss chính trong tập lần này mình muốn tập trung, đấy là con Eye of Cthulhu. Nhưng trước khi giết nó thì mình phát hiện ra ông vua biển này nhá, ngoài bán những cái đồ vũ khí rất là có lợi cho các bạn, ông ta còn bán thêm cả cái đồ gọi ra con boss Desert Scott kia nữa. Vậy nên tội gì không mua thêm 10 cái rồi ra farm để chết. Con boss này sẽ rơi ra một loại khoáng sản nâng cấp cho bộ giáp Wolfram, chính là bộ giáp Victai. Mình cũng không chắc là có đọc đúng hay không. Thanh kim loại Victai này cũng đi kèm với một số công thức cho các loại vũ khí và mình sẽ test nó trong cái quá trình farm con boss này. Đến giây phút này thì mình đã quyết định chọn class để có thể chơi đến hết Calamity, chính là Melee. Mình nghĩ rằng vũ khí của Melee trong Calamity rất là khỏe và gần như có thể hủy diệt tất cả con boss rất là nhanh. Vì nên là yeah. Tuy nhiên sau một hồi test thì mình nhận ra rằng vũ khí rơi ra từ con boss Desert này vẫn là ngon nhất, bởi vì nó bắn ra một cái cục có sát thương đủ to và còn đuổi theo quái nữa. Vì nên với những thằng lười êm như mình thì nó là một thứ vũ khí rất là khỏe và bậc nhất. Sau khi farm xong 10 con thì mình quay về base để nâng cấp vũ khí lên một chút. Việc giết con boss kia 10 lần thì đi kèm với nó là rất nhiều tiền và nguyên liệu quý hiếm. Tất cả những gì mình cần làm bây giờ là xây một cái arena khác để giết con boss Eye of Cthulhu mà thôi. Buồn cười ở chỗ là ở 2 lần chơi trước thì mình đều chết với con boss này. Mình cũng không hiểu tại sao, chắc hồi đấy mình mới chơi nên là trình độ chưa còn cao. Nhưng ở lần này mình cảm giác nó dễ hơn rất là nhiều. Có lẽ do một phần mình chịu nâng cấp vũ khí và chịu nâng cấp trang bị hơn. Mình sẽ đánh boss cho các bạn xem và các bạn có thể nhìn thấy quá trình mình giết nó như thế nào nhé. Nó dễ hơn các bạn tưởng rất là nhiều ấy, mặc dù đây là mức expert. Thú thật là mình có hơi thất vọng khi nghĩ rằng Calamity nó sẽ khó như hồi mình mới chơi. Chắc nếu mình có chơi lại thêm lần thứ tư nữa ấy, thì mình sẽ chơi ở mức độ khó cuối cùng luôn. Chứ nói thật là thế này vẫn còn dễ lắm. Tuy vậy thì trong tập lần này mình đã xây được một cái base mới, giết được thêm 3 con boss nữa để đẩy tiến trình game lên xa hơn. Hy vọng trong tập lần sau chúng ta có thể hạ gục được con World Flash để chuyển thế giới này sang Hard Mode. Ngoài lên một chút thì Discord của mình vừa triển khai Pixel Challenge số 2 với chủ đề như các bạn có thể thấy. Nếu các bạn muốn tham gia thì vào Discord của mình nhé. Chúng ta có thể trò chuyện góp ý cho nhau, cũng như chia sẻ niềm đam mê board game và pixel art với mọi người. Mình là WeeWooMaster69, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở một video khác.